phân bổ vốn xây dựng cơ bản đến nay tăng hơn so với kế hoạch đầu năm, tuy nhiên khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân còn thấp. Từ vùng quê kháng chiến, mảnh đất Phương Phú anh hùng ngày trước giờ đã có sự thay đổi vượt bậc, khẳng định bước đi đúng hướng mà Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ qua. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2015. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, năm 2015, tỉnh đã chọn ra 16 công trình trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong đó, tỉnh quản lý 12 công trình và 4 công trình cấp huyện quản lý. Đối với nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý, đến nay chỉ có 12 trên 33 đơn vị giải ngân trên 45% kế hoạch. Riêng cấp huyện về khối lượng thực hiện đạt 52%, cao hơn so với cấp tỉnh 3%. Về nguyên nhân giải ngân thấp là do một số dự án được bố trí khởi công năm 2015, nhưng hiện nay mới triển khai thực hiện như đường tỉnh 930, đoạn từ thị trấn Long Mỹ đến khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, trung tâm hội nghị tỉnh, kè chống sạt lở Dôi Tân Thới Hòa, thị xã Ngã Bảy, điều chỉnh và mở rộng trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 1 và bảo tồn phát huy chợ nổi Ngã Bảy gắn với du lịch sông nước miệt vườn. Thời gian tới, các sở ngành cấp tỉnh và huyện thị thành phố tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo không phát sinh nợ động xây dựng cơ bản và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư theo chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ. Để tạo tiền đề thuận tiện cho công tác nộp thuế điện tử, ngay từ đầu năm, ngành thuế tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác đôn đốc nhận hồ sơ khai thuế qua mạng của người nộp thuế. Đến nay có hơn 98% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế qua mạng. Trong tháng 5, ngành thuế tỉnh đã phối hợp với các ngân hàng thương mại, kho bạc nhà nước mở các hội nghị về nộp thuế điện tử với 8 cuộc. Thông qua đó, người nộp thuế được tuyên truyền, phổ biến cách thức cũng như các chính sách mới giúp họ thực hiện tốt các bước thủ tục của nộp thuế điện tử. Thực hiện bước cải cách này, ngành thuế đã ký thỏa thuận triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với 5 ngân hàng thương mại có trụ sở đóng trên địa bàn. Theo đánh giá, mặc dù mới triển khai, nhưng bước đầu đã được các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn hưởng ứng và đánh giá cao. Theo lộ trình, đến ngày 30 tháng 9, cả nước phải có ít nhất 90% người nộp thuế điện tử. Thời gian đến hết quý 3 năm 2015 không còn nhiều, ngành thuế phải nỗ lực rất lớn để có thể đạt mục tiêu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 37, số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn thời gian nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng được tiến hành từ ngày 5 tháng 10 đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2015. Nội dung tập trung thảo luận góp ý là đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 2011-2016 và 30 năm đổi mới 1986-2016, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong năm tới 2016-2020 về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển văn hóa xây dựng con người, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, những nguyên nhân, hạn chế, cơ hội thách thức trong nhiệm kỳ qua và mục tiêu nhiệm kỳ mới 2016-2020. Hình thức đóng góp là gửi ý kiến tới các cơ quan báo chí, cấp ủy đảng các cấp, gửi về trung ương hoặc góp ý trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị xã hội. Sau đóng góp, các ý kiến được tổng hợp gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 25 tháng 11 năm 2015. Là vùng quê còn nhiều khó khăn, xã Phương Phú đã nỗ lực để vươn lên xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong suốt nhiệm kỳ 2010-2015 đã khẳng định bước đi đúng hướng mà Đảng bộ xã đề ra. Điều này có thể nhận thấy rõ qua sự đổi thay của đời sống người dân và bộ mặt nông thôn. Tất cả đã tạo nên niềm phấn khởi, góp phần cho thành công của Đại hội Đảng bộ xã vừa tiến hành với những mục tiêu vực dậy sự phát triển của vùng quê kháng chiến. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 5 năm giai đoạn 2010-2015, các chỉ tiêu đề ra được đảng bộ xã Phương Phú thực hiện đạt và vượt. Có 85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, phát triển mới 56 đảng viên. Từ một xã chỉ đạt 2 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2012, đến nay xã đạt 12 trên 19 tiêu chí. Diện mạo xã Phương Phú từng bước có nhiều thay đổi. Tuyến đường 928B dài hơn 9 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 54 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa. Thủy lợi nội đồng đã đầu tư khép kín. Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm xuống còn dưới 7% trong năm 2015. Ngày xưa là nền hạ bằng lũ đất, rồi cầu khỉ. Bây giờ là cầu bê tông, lũ nâng ra 3m5. Thì do đó bà con bây giờ rất là phấn khởi, rồi con em đi lại học hành xa rất dễ dàng. Từ cái sự quyết tâm của đảng bộ, của chính quyền, sự ủng hộ đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, thì đây là cái điều kiện tiên quyết ban đầu mà chúng tôi đã làm. Vấn đề thứ hai nữa đó, thì các cái chính sách được lồng ghép tạo điều kiện cho bà con dân mình làm ăn một cách có hiệu quả, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Hiện xã Phương Phú đã chuyển đổi gần 400 hectare mía và vườn tạp kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, địa phương đã thành lập hợp tác xã trồng cam xoàn. Nhiều hộ thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng. Cá biệt có hộ thu nhập gần 1 tỷ đồng. Mặt khác, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã chú trọng tuyên truyền và tạo sự đồng thuận hưởng ứng rất nhiệt tình của đồng bào Công giáo, chiếm hơn 40% dân số địa phương. Từ kết quả đạt được, nhiệm kỳ mới, đảng bộ xã đã đề ra chỉ tiêu quan trọng để đưa vùng đất Phương Phú ngày một đổi mới. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo cái hướng cho nó bền vững, duy trì cái xã văn hóa và phấn đấu nâng chất cái xã nông thôn mới, làm tốt cái công tác xây dựng đảng, tăng cường cái sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong cái thời gian tới. Chính bước đi đúng hướng, cùng với sự đồng lòng mà Phương Phú từ một xã diện lên xã điểm thực hiện nông thôn mới của tỉnh. Hiện địa phương đang quyết tâm thực hiện các phần việc còn lại để đến tháng 8 năm nay sẽ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sự phấn khởi của người dân Phương Phú cũng là niềm vui chung của nhiều người ở Phụng Hiệp khi nhận thấy sự thay đổi của nơi đây qua nhiệm kỳ 2010-2015. Từ đây, họ càng tin tưởng và đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu mới mà địa phương đã đặt ra trước thềm đại hội đảng bộ huyện. Tôi thấy bây giờ đảng viên là phát triển đảng mỗi năm, mỗi cái chi tiêu ở dân số. Nhưng mà phát triển đảng thì có số lượng, không có chất lượng. Trong đại biểu mà ứng cử lần này, nên nghiên cứu lại làm sao cho nó tốt. Một cái thứ nhất là cái công tác kiểm tra tổ chức gần đây cái lỏng lẻo gì cái kiểm tra rồi cái mà giúp đỡ cho số đồng chí yếu này nọ thấy cũng ít. Phải có một cái là quyết tâm cao, có cái sự nhiệt tình để phục vụ làm vì nước vì dân, và có một cái tinh thần là trách nhiệm là trước đảng. Để là đóng góp xây dựng đảng thì càng ngày càng vững mạnh. Cán bộ lãnh đạo phải nắm chặt được cái tinh thần nghị quyết để là thực hiện là tốt, để nhằm là nâng cao đời sống của nhân dân. Tôi mong muốn rằng cái thứ nhất đó làm sao đó là cái trẻ hóa cái đội ngũ cán bộ có cái đức, cái tài để đủ cái năng lực mà để lãnh đạo cái tới đây, để nhằm là tạo điều kiện là như làm thế nào để lãnh đạo để là giúp cho bà con mình có cái cuộc sống để nâng lên, để xây dựng cái nông thôn đó là đổi mới. Tiếp mục Đảng vì dân, dân theo đảng được phát sóng trong chương trình thời sự trực tiếp vào thứ tư chủ nhật hàng tuần. Rất mong sẽ nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Thư gửi về chương trình tại địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, email phongthoisuhgtv@gmail.com hoặc tương tác trực tiếp thông qua trang Facebook của đài với tên miền Hậu Giang TV. Gương sáng được cảnh sát giao thông tại huyện Phụng Hiệp vì nhân dân phục vụ.
tin tuyên truyền ủng hộ bà Trần Tố Nga trong vụ kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ đã sản xuất và cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc luôn được Công an tỉnh Hậu Giang triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị địa phương đã có nhiều sáng tạo trong cách làm và đề ra hành động cụ thể, làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của từng cán bộ chiến sĩ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Từ đó xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vì nhân dân phục vụ. Là cán bộ nữ, nhưng nói đến tinh thần tấn công tội phạm thì Trung úy Đặng Kim Hưng không kém bất kỳ đồng nghiệp nam nào trong đơn vị. Cách đây không lâu, trong giờ nghỉ trưa, nghe tiếng truy hô của người dân, Hưng đã cùng đồng đội sử dụng xe mô tô truy đuổi, dùng võ thuật quật ngã, bắt đối tượng cùng tang vật là chiếc xe tay ga vừa trộm được. Khi tên này vừa ghé vào một cây xăng trên quốc lộ 61, cách hiện trường ban đầu hơn 30 cây số. Khi mà anh trộm, anh gấp chiếc xe, nó chạy nhanh quá, em cứ nghĩ là không bắt được. Nhưng mà sao mà hai anh chị công an này cũng như là đang ăn cơm và nghỉ ngơi á, mà nhiệt tình giúp đỡ như là chạy nó bắt tội phạm á, thì tinh thần hai anh chị vì dân, vì tài sản của mình mà chạy vậy á, em cũng có cảm ơn. Thì trong quá trình rượt đuổi thì bản thân cũng không có nghĩ là sẽ gặp nguy hiểm gì. Mặc dù là bản thân là nữ, đối tượng là nam có thể là chống trả lại. Nhưng mà do cái lúc đó là chỉ nghĩ là làm thế nào để lấy lại được cái tài sản cho người dân thôi. Khi mà lấy được cái tài sản trả lại cho người dân đó thì người dân nó rất là vui. Thì bản thân cũng lấy cái niềm vui đó làm cái niềm vui hạnh phúc cho bản thân của mình. Không chỉ mưu trí, dũng cảm trong tấn công tội phạm, Trung úy Đặng Kim Hưng còn là tấm gương vì nhân dân phục vụ. Tốt nghiệp trung học cảnh sát năm 2007, Hưng được phân công về đội cảnh sát trật tự và cơ động, phụ trách một lĩnh vực khá nhạy cảm là xử lý vi phạm cho đến nay. Trung bình mỗi ngày phải xử lý vài chục trường hợp, nhưng người nữ chiến sĩ công an này luôn sắp xếp công việc một cách khoa học, tận tình hướng dẫn người dân. Từ đó công việc được giải quyết nhanh chóng. Ngoài ra, để kéo giảm tai nạn giao thông, hàng tuần Trung úy Đặng Kim Hưng còn xây dựng kế hoạch phối hợp cùng các đội nghiệp vụ đi hàng chục cây số xuống tận cơ sở, tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các mô hình đảm bảo an ninh trật tự và điểm trường trên địa bàn huyện. Điểm nổi bật nhất của đồng chí Hưng là đồng chí rất là tận tụy với công việc. Đồng chí nghĩ là như bản thân là được công an, nhưng mà thấy cái gì là cái niềm vui hạnh phúc của người dân thì đồng chí lấy cái đó là niềm vui hạnh phúc của mình. Nên trong quá trình công tác thì đồng chí rất là nhiệt tình, năng nổ, luôn luôn là vì nhân dân phục vụ. Với những gì thể hiện, nhiều năm liền, Trung úy Đặng Kim Hưng là chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, được Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Phụng Hiệp tặng nhiều giấy khen đột xuất. Và mới đây, Trung úy Đặng Kim Hưng còn là một trong những gương điển hình tiên tiến, được vinh danh tại Đại hội thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2015 của Công an tỉnh Hậu Giang. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thời gian qua, bằng nhiều hình thức hỗ trợ, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực mang yêu thương, tình nhân ái của cộng đồng, góp phần đem lại hy vọng cho các nạn nhân chất độc da cam. Bên cạnh việc đảm bảo trợ cấp chi trả hàng tháng cho hơn 8.500 nạn nhân chất độc da cam, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Hậu Giang còn đẩy mạnh vận động xã hội hóa. Qua đó, có gần 20 tỷ được chi cho hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân như sửa chữa, xây mới 43 căn nhà tình thương, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho hơn 5.000 đối tượng, hỗ trợ xe lăn, xe đạp, xe lắc. Đặc biệt là hội luôn quan tâm đến công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng nhân dịp lễ Tết với số tiền gần 9 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nhận được công văn số 70 của Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ đã sản xuất và cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Bà Trần Tố Nga sinh năm 1942 ở Nam Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bà từng làm phóng viên thông tấn xã Giải Phóng, phục vụ ở mặt trận Tây Ninh, Bình Dương, Sài Gòn, Gia Định, từng bị địch bắt tù đầy. Năm 1993, bà sang sống ở Pháp và sau đó trở thành công dân Pháp.
trong thời gian hoạt động ở chiến trường Việt Nam, bà đã bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Trong 3 người con của bà, có 2 người bị ảnh hưởng chất độc này. Có thể nói, vụ kiện của bà Trần Tố Nga không chỉ đòi lại công lý mà còn làm tiền lệ cho các vụ kiện đòi công lý cho hơn 4 triệu 800 ngàn người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc hóa học và góp phần ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hóa học, bảo vệ hòa bình và quyền sống của con người. Vậy để quý vị hiểu rõ hơn về vụ kiện này, phóng viên Đài đã có cuộc trao đổi với ông Thái Vũ, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Hậu Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, trước những cái mất mát mà các nạn nhân đang phải từng ngày mang trên mình, thì vào năm 2004, nhóm bảo vệ quyền lợi của nạn nhân chất độc da cam dioxin đã khởi kiện 36 công ty hóa chất của Mỹ nhưng mà bất thành. Không dừng lại ở đó thì vào tháng 5 năm 2014 thì bà Trần Tố Nga, một Việt kiều của Pháp, đã tiếp tục đứng đơn kiện các công ty hóa chất của Mỹ. Và ông có thể cho biết những cái thông tin sơ bộ về vụ kiện này không thưa ông? Thể nói là đối với bà Trần Tố Nga là một trong những cá nhân rất là bức xúc về vấn đề người dân của Việt Nam bị nhiễm chất độc hóa học. Có thể nói khác hơn các cái vụ kiện khác. Trước đây á, thì tòa án của Mỹ là bác đơn không có thừa nhận là chất độc hóa học là gây tác động đối với các cái loài động vật mà chỉ diệt cỏ bình thường thôi. Nhưng mà đối với cái vụ kiện của bà Trần Tố Nga đó, thì đây là một cái thực tế. Là bà Tố Nga đó là có cái thời gian hoạt động công tác ở Việt Nam mà trong vùng bị gãi chất độc hóa học. Thì trong quá trình đó, bà Tố Nga bị nhiễm chất độc hóa học, sinh con ra thì bị di truyền. Do đó thì cái bức xúc của bà Trần Tố Nga thì bà Trần Tố Nga mới nộp đơn để khởi kiện ở tòa án ở Pháp, ở vùng Paris của Pháp. Thì cái vụ kiện của bà Trần Tố Nga được tòa án của Pháp thụ lý. Thì ngày 16 tháng 4, tòa án đã triệu tập các luật sư của bị đơn và đại diện cho các cái công ty hóa chất là triệu tập để thẩm vấn một số vấn đề chung quanh về vụ kiện này. Và ngày 18 tháng 6 tới đó, thì sẽ tòa án của Euray đó là sẽ triệu tập hai bên, nghĩa là bên bị đơn và nguyên đơn. Để củng cố thêm một số thông tin về vấn đề mà bà Trần Tố Nga bị nhiễm chất độc hóa học và các cái hồ sơ vụ kiện của bà Trần Tố Nga trong thời gian sắp tới, đồng thời là cũng yêu cầu hai bên có thông tin về các cái đơn vị truyền thông của mình để mà các cái đơn vị đó là có điều kiện để theo dõi diễn biến cái vụ kiện của bà Trần Tố Nga sắp tới. Vậy thì vụ kiện của bà Trần Tố Nga thì nó có tác động như thế nào đến cuộc đấu tranh đòi công lý của hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam nói chung thưa ông? Tác động rất tích cực, đòi công lý, đòi cái sự công bằng đối với các công ty hóa chất Mỹ mà cung cấp chất độc hóa học cho chính quyền, cho Mỹ mà sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Thì đây là một cái yếu tố rất có ý nghĩa và rất quan trọng đối với các cái vụ kiện tiếp theo. Hầu hết các nạn nhân chất độc da cam đó đều có theo dõi xem cái diễn biến và cái vụ kiện của bà Trần Tố Nga kết quả như thế nào khi mà tòa án Pháp đã thụ lý. Xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi. Hiện nay, dư luận trong nước và nhân dân trên thế giới đều đang rất ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga, một công dân Pháp gốc Việt, để đơn lên tòa án thành phố Évry, Cộng hòa Pháp, kiện 26 công ty hóa chất Hoa Kỳ đã tham gia sản xuất và cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Qua đây, chúng tôi cũng xin kêu gọi cán bộ, công chức viên chức, người lao động, nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục hưởng ứng nhiều hoạt động thiết thực như quyên góp tiền, viết thư, ký tên ủng hộ để động viên giúp đỡ các nạn nhân da cam Việt Nam và bà Trần Tố Nga, cả về vật chất lẫn tinh thần trên con đường đấu tranh đòi công lý. Thứ hai, ngày 1 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường 5, thành phố Vị Thanh. Đại lễ Phật đản tại chùa Bảo Tịnh, phường 7, thành phố Vị Thanh. Thứ ba, ngày 2 tháng 6, lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác tại Công an tỉnh. Chủ tịch
các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đợt tiếp xúc cử tri tại các xã Quả Tiến, Tân Phước Hưng và Hiệp Hưng. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Công Nông nghiệp họp Ban tổ chức Hội chợ Công nghiệp Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long Hậu Giang 2015. Thứ Tư ngày 3 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ huyện Dịch Thủy nhiệm kỳ 2015-2020. Họp hội đồng thông qua phương án công trình đường nối Vị Thanh Cần Thơ giai đoạn hoàn chỉnh và dự án trụ sở làm việc kết hợp nhà văn hóa đa năng công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Triển khai thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về công tác duy trì bảo dưỡng cây xanh thảm cỏ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Thứ Sáu ngày 5 tháng 6, lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và phát động ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015 tại Trung tâm Văn hóa huyện Châu Thành. Chương trình Thời sự tối của truyền hình Hậu Giang đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại những nội dung này qua địa chỉ trang web của đài www.hậugiangtv.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.